Thanh Hằng mắng thằng mặt dược sĩ Tín, đạo lý về luật nhân quả, Hà Hầu đòi giật tóc giả Hương Giang. Tập 9 The New Mentor, người mẫu toàn năng 2023 vừa lên sóng với những thử thách cuối cùng trước chung kết. Khoảnh khắc Thanh Hằng nổi giận, mắng dược sĩ Tín khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Theo đó, với đề bài là thực hiện video quảng bá ẩm thực vùng miền Việt Nam mang tính thời trang, các đội thi được kết hợp với dàn sao Thái Lan trong vai trò khách mời đặc biệt. Trong thử thách, các đội sẽ có 30 phút tập luyện, 35 phút thực hiện thử thách và 100 phút chỉnh sửa. Bên cạnh đó, mỗi nhóm sẽ có 5 phút để thuyết trình ý tưởng của đội. Kết quả cuối cùng, đội Hồ Ngọc Hà đã xuất sắc giành chiến thắng, đội Lan Khuê đứng cuối nên phải cử 2 người mẫu còn lại vào phòng loại. Nhìn thấy 4 người mẫu trong phòng loại, Hà Hồ đã tỏ rõ sự khó xử khi đây đều là những gương mặt tiềm năng được đặc quyền xuất hiện trong vòng loại. Lâm Châu đội Hồ Ngọc Hà đặt ra câu hỏi, ngoài kỹ năng catwalk, chụp ảnh thì mỗi người qua chương trình The New Mentor sẽ có điểm đặc biệt gì khác người khác để cống hiến cho ngành thời trang Việt Nam? Đứng trước câu hỏi này, từng người mẫu lần lượt đưa ra các câu trả lời theo quan điểm của mình. Sau khi nghe từng câu trả lời, nhà sản xuất dược sĩ Tiến quyết định cứu trả mi đội Hương Giang. Còn lại 3 người mẫu trong phòng loại, Hồ Ngọc Hà khó xử khi phải đưa ra quyết định loại. Sau cùng, Lâm Châu đã quyết định nói lời chia tay với Tường Vân, đội Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà loại Pông Chuẩn, đội Lan Khuê. Đưa trà mi về phòng chờ, Hương Giang không tin vào quyết định của dược sĩ Tiến. Chứng kiến một tình bạn đẹp của Hương Giang và nhà sản xuất, Thanh Hằng thốt lên. Cứ ngỡ Hương Giang và dược sĩ Tiến mâu thuẫn nhưng thật ra họ rất đoàn kết. Bức xúc với dược sĩ Tiến, Thanh Hằng thẳng thắn nhắn nhủ. Tiến nói những điều mong muốn của mình và lý do Tiến thấy người khác đúng hay là người khác sai. Luật của Tiến đưa ra rất mơ hồ. Tiến là người tạo ra luật nhưng Tiến quên một cái luật, đó là luật nhân quả. Sau đó nữ siêu mẫu cùng học trò bỏ về. Trở về phòng chờ, Hà Hồ đã dành lời khen đến Hương Giang. Sau một hành trình, tôi nghĩ Hương Giang xứng đáng là tóc kẻ hoa, chỉ tiếc là tôi chưa có dịp tháo tóc giả của cô ấy. Ngoài phần chất vấn của Thanh Hằng, trong tập 9, Mai Ngô và Như Vân, hai thí sinh sáng giá cho vị trí quán quân The New Mentor cũng đã có màn combat cực căng. Cụ thể, ở phần đầu tiên, 10 thí sinh được chia thành 3 team và thực hiện bộ ảnh với bối cảnh phòng thí nghiệm của thương hiệu mỹ phẩm. Sau đó, các team sẽ được quyền nhận xét và sắp xếp vị trí nhất, nhì, ba cho hình ảnh chụp được. Khi nói về bộ ảnh của team Mai Ngô, Như Vân cho rằng những hình ảnh này hơi quyến rũ, dù bản thân cô thích nhưng yếu tố này nhiều quá thì không phù hợp. Kết quả, Như Vân xếp vị trí của team mình số 1, team Pông Chuẩn số 2 và team Mai Ngô số 3. Ngay lập tức, Mai Ngô liền giơ tay phát biểu để phản bác kết quả này. Em đóng vai trò một khách hàng sành điệu và rất hiểu về thời trang cũng như làm đẹp đến phòng thí nghiệm quan sát, xem kỹ thuật của nhãn hàng. Là người sành điệu thì việc thể hiện body là chuyện hoàn toàn hợp lý. Việc chị Như Vân làm boss của một phòng lab nhưng khi giới thiệu phòng lab mà không có nét tươi. Chị Như Vân test sản phẩm trong chính phòng lab của mình mà không thấy tự hào, hơi buồn và rưng rưng nước mắt. Chắc là hôm nay chị Như Vân hơi mệt đúng không ạ? Với câu hỏi này, Như Vân cho biết mình không mệt. Tường Vân cũng lên tiếng giải thích về chi tiết rơm rớm nước mắt là do mình không may nhỏ vào mắt của Như Vân. Tuy nhiên Mai Ngô không chấp nhận ý kiến này, đề nghị Tường Vân đừng bào chữa và tiếp tục khẳng định hôm nay Như Vân mệt. Xuất hiện ở giữa quảng cáo mà không có vui thì làm sao bán được hàng, Mai Ngô nói thêm. Nhưng Như Vân cũng không phải dạng vừa, cô cho biết. Vân không phải là tuyết người thích gây chiến, nhưng bạn đụng đến tôi thì tôi cũng không để cho bạn yên. Sau đó Như Vân đề nghị trình chiếu một hình ảnh của team Mai Ngô và chỉ ra hình ảnh này không có logo sản phẩm, không đạt yêu cầu cơ bản của nhãn hàng. Chị Như Vân, sau những chặng đường rất hiền thì cuối cùng chị cũng bộc lộ cá tính của mình, Mai Ngô nhận xét. Trước phần đối đáp này, các huấn luyện viên và thí sinh đều rất thích thú vì cả Mai Ngô và Như Vân đều thể hiện chính kiến và đang ra sức bảo vệ thành quả của team mình. Sau 9 tập lên sóng, 8 người mẫu bước vào đêm chung kết đã được lộ diện. Đội Hương Giang với 3 thành viên, Đỗ Thị Hương Giang, Vũ Thúy Quỳnh và Nguyễn Thị Trà My. Đội Hồ Ngọc Hà có Nguyễn Đình Như Vân, Nguyễn Lâm Châu. Đội Thanh Hằng gồm có Mai Ngô và Nguyễn Thị Kim Phương. Lê Thu Trang là thí sinh duy nhất còn lại ở đội Lan Khuê. Chung kết The New Mentor 2023 sẽ được diễn ra vào ngày 15 tháng 10 năm 2023 tại nhà thi đấu quân khu 7, thành phố Hồ Chí Minh.